xã bắt cái năm 2012 tới giờ chú. Bà xã mắc hang. Dạ. Lâu bà xã chú mất lâu như vậy, trong cái khoảng thời gian chú có quen một người nào nữa không? Cũng có quen, cũng có gì, người này người kia người nọ lắm chứ, mà sao nó không đi đến được không biết nữa. Mà bây giờ mà chú không có làm nghề gì rồi sao về nuôi thêm một cô nữa? Không mà cái đó bị tôi nói chú nghe nè, chú nên suy nghĩ đi, nếu mình nói ra thì không nên nói. Nhiều lên mạng lên cộng đồng nói của cải tài sản đồ tùm lum la chẳng, mà đòi hỏi về sống được không. Nhưng mà đối với chú khác lắm, chú không nói gì hết, chú không có gì hết. Rồi con chào chú nha. Dạ chào chú. Dạ, chú nói chuyện Chào. cũng lớn. Dạ. Xin chào chú Tiến à, trên chào trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. À, Tiến cũng chào tất cả cô chú anh em nha. Thì mấy cô chú này thật sự nói là ở quá xa. Thì Tiến mới là quay qua cái video. Thì có thuận tiện thì đi lại đến đây quay nha. Thì nói chung là cô chú ở thành phố Hồ Chí Minh về Tiến cũng không có là xa, nên cô chú anh em hãy đến đây và ghi hình. Tiến ở là quận Thốt Nốt, ở dưới dạ cầu Vàm Cống gần ngã ba Lộ Tẻ, Gạch Giá. Thì cô chú anh chị em đi, trước khi đi thì mang những giấy tờ là giấy chứng minh nè, giấy độc thân, còn mới là giấy mình có giấy tờ mà ly dị gì đó, thì những giấy tờ đó quan trọng đem theo. Đó, còn những cô chú anh em mà không có giấy đó thì mình làm cái tờ là độc thân đem lại Tiến, thì Tiến sẽ ghi hình, không có đăng ký gì hết, chỉ lên lại đây thôi, thì Tiến xác nhận những mấy giấy tờ đó thì Tiến sẽ ghi hình. Mong cô chú anh em hãy đến đây ngay trước khi đi, nhớ điện cho Tiến nha. Chú giới thiệu chú tên gì, quê ở đâu đi. Chú tên Nguyễn Văn Hài, sinh 1955, quê ở Kiên Giang, xã Lê Sơn, huyện Duyên Hải, Quyền tỉnh nào Kiên chú? Giang, huyện Duyên Hải, Huyện Kiên Hải. À, là tỉnh Kiên Giang hả? đúng rồi. Dạ. Chú nói là chú ở ngoài đảo hả? Ngoài đảo, Đảo ngoài nào Hòn chú? Sơn, Hòn Hòn Sơn. Sơn, Hòn Sơn. Dạ, Hòn Sơn. Dạ. À. Ở ngoài chú làm công việc gì chú? Hồi này con nó nuôi cá chứ tôi nó không có cho làm nữa, rồi đi qua lại coi dòm ngó thì thôi chứ không có làm nữa chú ơi, con không có làm. Dạ, con nói chú như thế này nè, trước khi lên chương trình con là chú có nói con của chú trước chưa? Có hay không? Con chú thì nó ngay nó cũng muốn chú có bạn lắm, nhưng Dạ. mà chú lên vậy chú không có nói, nhưng mà điều con chú biết, nó nghe lời chú lắm. Dạ thì con nói trước như chú như thế này. Thì mới nãy con cũng đã nói sơ với chú trước khi con quay nha. Nếu mà chú lên Hiểu đây chú có nói sai gì thì tự chú chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm nghe chú. rồi, À, đúng rồi, đúng ở đây là con chỉ là người chia sẻ thông tin thôi, còn mà chú nói không đúng sự thật thì chú phải tự chịu trách nhiệm ha. à, Dạ. có xem hình mấy cái clip coi nhìn thấy cũng hiểu lắm chú dạ ơi. dạ dạ rồi cái gì không nhân của chú như thế nào? Bà xã mất cái năm 2012 tới giờ chú. Bà xã mất hen. Dạ. Dạ. Lâu bà xã chú mất lâu như vậy, trong cái khoảng thời gian chú có quen một người nào nữa không? Cũng có quen, cũng có gì, người này người kia người nọ lắm chứ, mà sao nó không đi đến được không biết nữa. Mấy giờ trên mạng coi sao mà nó tạt ruột hoài chú ơi. Là sao chú? Quen rồi thời gian cái chia tay à, bởi vì mình với người ta không có gì thì sao á. Chú ơi, ai đâm cái gì nghe cọc cọc với chú. Như vậy là chú cũng có tìm hiểu ở bên ngoài rồi nhưng mà thấy không được. Đúng rồi. Dạ. Rồi chú không có tìm hiểu nữa. Mình có đem về ở chung lần nào chưa? Cũng nó không có ra tới lui mà một hai lần như đó rồi Dạ. thôi luôn Dạ. à. Người ta nói ngay thì cũng có số, nó cũng có lừa đảo đó chút.
nó lừa đảo. Dạ dạ. Nó lừa của chú hết khúc rồi, chú cũng chán đời nữa. Đừng, đừng làm gì. Làm hết khúc rồi. Thì chú giờ cũng quải, chú nói đúng như nghe, bây giờ chú thật nha, chú thấy lên thì lên, nhưng mà đều có nói cái gì mà không có tiền là chú thích, nhưng mà có tiền là chú hết, hết tin rồi. Thì bây giờ nè, con nói chú như thế này nè, thì ở ở quen chú quen ở ngoài hay là lên đây cũng vậy, và cái điều thứ nhất là nếu mà chú muốn quen một người nào đó, chú phải biết quê quán gốc gác người đó ở đâu. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa thì chú phải tìm hiểu cho kỹ ha, chứ để sau này nó cũng xảy ra cái chuyện là cũng không hay lắm. Đúng rồi. Dạ. Chú biết nhận thức lắm, chú hiểu lắm. Chứ Dạ. mà không có để cho bị vấn đề mắc bẫy đâu, Dạ. không để vấn đề mắc bẫy đâu chứ. Mình đã trải qua quá trời cái hiểu biết rồi, À. mình có nhận thức được rồi, mình thấu hiểu chuyện này lắm. Rồi hiện giờ Thì là nói chuyện hiện giờ là chú sống với ai? sống với thằng trai thứ tư, mà thằng trai thứ tư nó ở dưới biển nó nuôi cá không à, còn dâu ở nhà thì lo cơm nước cho chú. Vậy là nói chung ra là tóm lại là chú sống với con. Có dâu ở lo cơm nước cho Chú không thông qua trước rồi lỡ khi mà có một người đem chú đi, chú ước đem về nhà rồi con chú không chịu rồi sao? không. Trước khi mà chú cũng tính trước hết rồi, bây giờ thí dụ, bây giờ thí dụ chú quen với người đó thì chú tiếp với người đó ăn, nếu mà chấp nhận người đàng hoàng hết trơn thì chú cho cái người đó tiếp cận với con của chú, nói chuyện với con của chú. À, đâu đó rồi chú mới đem về nhà, chứ không phải mình đang có chơi đâu, phải không? Tiếp cận cái chơi, cho tiếp cận cái với con chú gì đó, quan hệ với con chú gì đó, rồi đồng ý, con chú đồng ý rồi 3 triệu thích người đó đó, con chấp nhận không? Vậy đó, rồi chú có đem về chứ đâu phải mình khơi khơi chú, phải không? Lấy rồi mà cái gì đó mình phải cho chu đáo mới được, hãy dẫn đổ một lần nữa thì cũng như rồi đời rồi đó. Coi như là cho giới thiệu con chú và trò chuyện với cái cô Đúng đó. rồi, đúng rồi. Rồi nếu mà bây giờ con nói chú như thế này nè, thí dụ đi, chú chịu cô đó mà con của chú không chịu rồi sao? Mình cũng từ từ mình cũng giải thích cho nó hiểu, thì mà cuối cùng không được nữa mình nói chuyện sau nữa, thế giờ mình cũng có nhiều cái biện pháp nói mà. À thì bây giờ khi bây giờ con nói chú như thế này nè cho dễ hiểu ha, thì thí dụ chú quen một người đó đi, thứ nhất là cho con của chú biết mặt tâm sự coi như thế nào, coi thấy hợp không, chứ để mà chú lúc đó Đúng rồi, đúng rồi, chú thương rồi đúng lỡ rồi, đúng rồi, mà con chú không chịu lúc đó nó nhiều cái chuyện để xảy ra. đúng rồi, cái gì khác phải thấu hiểu hết trơn rồi nhận thức được rồi, còn cái nhất trí rồi thì mình rất nhiều làm cái gì nó cũng rất dễ luôn, phải không? Nhưng mà nó có ví dụ không đồng ý nữa, nó có phiền phức gì đó thì nó khó cho mình lắm, bị tội nghiệp cho người ta, phải không? Cái gì đấy mình hỏi cho chu đáo được chú ơi. Lớn tuổi rồi thì thấy nhiều cái mấy cặp hôm rồi chú có coi nghe, cái U77 gì cái U70 gì đó. Thấy gì mà mới cái tán ngang cái gọi cái chia tay, mới cái hốt gì cái chia cuốn gói đi cái cho đã 2-3 bữa gì chia tay, tôi làm đám thì tụi mình thấy chú thấy mất cái cự quá mà chú không biết sao đâu. Còn cái kinh nói giờ thấy giải thích cự lắm. Rồi Nhưng mà bây giờ chú nói mà chú không có làm nghề gì rồi sao về nuôi thêm một cô nữa? không, mà cái đó bị tôi nói chú nghe nè, chú nên suy nghĩ đi, nếu mình nói ra thì không nên nói. Nhiều người lên mạng lên cộng đồng nói của cải tài sản đồ tùm lum la, chẳng mà đòi hỏi về sống được không. Nhưng mà đối với chú khác lắm, chú không nói vậy cho chú không có vậy cho, nhưng mà nếu chú thương người đó được, chú bảo vệ người đó được, chú mới đi tìm người đó. Đó, nói đơn giản thôi, chú không cần nói nhiều. Đó, chú tìm người đó mà nếu người đó hiểu được thì chấp nhận sống với chú thì sống, không chấp nhận thì thôi, chứ đừng nói chú có tài sản tôi mới về để sống hay này kia nọ, thôi thôi đừng có mong hy vọng. Mấy cô ơi, mấy cô xin hy vọng vấn đề đó sai lầm lớn lắm, Sai có lầm gì hả? đó
Không lẽ người ta đem cô về người ta bỏ đói cô, người ta hất hủ cô phải không, người ta chấp nhận thương cô rồi, ta đem về ta phải quản lý cô, ta phải lo lắng cô, chăm sóc cô, ta phải thương yêu đùm bọc cô tới cuối đời chứ, người ta đem về không lẽ người ta đem đi ta bỏ đói, không có trả lời của ai không gì. Cô lên đòi hỏi tài sản của cải lắm khi rồi thất bại gì, đòi mà ăn của ta được không, vô đó ăn được sao, tính được không, đòi hỏi những con cái người ta còn phải không, mình đừng nên nói vậy, nhưng mà đều làm tốt đi thì có tất cả mọi thứ à, nói vậy thôi thầy. Chú nói đơn giản chứ mình nói chú thì nói đây, chú thì có cá con cái nuôi cá nuôi mắm rồi mỗi đứa một cái bè sống thoải mái bán cho khách du lịch á cũng thoải mái, con cái chú đầy đủ cuộc sống đầy đủ hết trơn, cũng có cuộc sống đầy đủ hết. Ở đó mình nuôi cá gì chú? Cá bóp cá mú cá quỵt nuôi cá không à, Nuôi cá ha, kinh doanh nuôi nuôi bè ảo, nuôi ngoài biển nữa chú. nuôi biển rồi bán khách du lịch đó chú, con chú đang có tiền rồi con thì nó có sự nghiệp hết trơn Bây giờ là chú ăn không, hai người con của chú nuôi chú. rồi, đứa này nuôi đứa kia nuôi, đứa nọ cho tiền xài đâu có hết đâu, ở đâu cho đi làm, ở đâu cho đi làm, chú về ví dụ về có người bạn ấy, chú bỏ ra chú buôn bán hay chú làm gì cũng có mặt bằng buôn bán nè, rồi nuôi cá thì cũng có bè nuôi cá nè, bỏ mớ cá xuống với con giữ nó chăm sóc cho mình nữa bán lấy tiền, con chú sợ chú thương chú lắm, chú là người chu đáo chứ không phải chú ăn bậy nó bạ đâu nó để phải nói đàng hoàng với chú mới chịu, không có bậy bạ với con cái sống gì vậy chăng tốt lắm. Thì con thì nói chung ra cái chương trình con là cũng muốn là người thật việc thật lên đây phải nói thật lòng, thì hổng gài cũng có nhiều chú là lên đây nói không đúng sự thật đó. Thì thật ra mà nói là con rất là buồn về cái sự việc đó, là lên đây đã con nói là ở đây con không ép, đã đây con có làm tờ cam kết nếu mà chú nói sai lời thì chú phải hoàn toàn trách nhiệm, nhưng mà con không biết nghĩ sao mấy chú lớn tuổi rồi mà lại đi nói dốc về con không hiểu luôn á. Chú là rồi cái kênh của chú đó, chú nói nhiều lần chứ không phải một lần nữa, mỗi khi mà lên thẩm vấn một người đó, thì chú có trải qua nói qua cho mọi người biết, thì sao những người không hiểu rồi đi nhận thức cái đâu đâu rồi nói chuyện gì làm gì đâu không rồi, rồi sai lầm đủ lại cho người nó mất cái lòng tin đối với chú dữ lắm, rồi lắm cái người chú nói, chú nói chú không có chịu trách nhiệm, bây giờ chịu trách nhiệm là gắn bó cho hai người nhận tìm hiểu nhau có cuộc sống với nhau đó, cái đó là một cái quý mến nghĩa biết bao lớn rồi, còn đâu có đổ thừa chú được, chú đâu có làm gì sai chú thừa mà lý lừa đảo thế này nọ chú coi chú nhìn thấy chưa à, Con chú là chỉ là một người là chia sẻ thông tin thôi đó. mày Còn những cô chú anh em mà nói không đúng sự thật đó, thì mấy chú đó gán mà chịu đó. Có khi vợ con của mấy chú đó lên nói thật sự ra nói là ở đây á, tiếng thí dụ ai muốn kết nối thì tiếng kết nối, tiếng ở đây tiếng không biệt phân biệt là già hay trẻ, nghèo hay giàu, xấu hay đẹp, đúng ai thích lên chương trình thì tiếng đều giúp đỡ được hết đó. Nhưng mà phải nói đúng sự thật, đừng nên nói dốc đó. Thí dụ mình có vợ rồi thì mình chia tay vợ thì mình nói là cũng đàng hoàng, chứ đừng có nói những câu mà mình chia tay vợ rồi mình nói những câu nó không tốt đúng đẹp rồi lắm. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Thì nó không nghe, nó không tốt đẹp lắm. Thì Tiến cũng mong rằng sau này tất cả cô chú anh em hãy đến đây và chia sẻ thật lòng, mà đừng có nói gì nó để cho thí dụ vợ trước mình, để cho vợ trước mình phải buồn phiền hay cũng tội nghiệp. đúng rồi thì tôi nói chú nghe nè, tôi thấy trên mạng mà có một cái ông này nè mới sống ở vợ có 2 bữa buông ra cái gì nói xấu vợ rồi thôi ra chia tay cái nói xấu trời ơi trời, mấy cái chuyện đó nghe người vui lắm cái làm không đúng gì đây không biết sao chứ nghĩ sao ấy. Mình phải ăn nói sao cho nó đàng hoàng cho nó có chữ mực, thì mình ở một ngày mình cũng tôn trọng một ngày 2 ngày mình cũng tôn trọng 2 ngày chứ mình đừng nên nói này nói xấu người phụ nữ không nên, cái chuyện đó mình phải tôn trọng mình phải sao mà được chứ, đừng có là nói gì chú thấy nghe chú cũng thất thường quá mà đừng thôi chuyện người ta gặt có cái đụng chạm với chân sinh là chú thấy chú rồi mấy người đó.
Rồi bây giờ chú kể về tánh tình của chú đi như thế nào, mặt ưu điểm và mặt khuyết điểm á. Tánh tình của chú thì thương người, giúp cho người lắm, đi đâu gặp ai cái gì cũng phải cũng tiếp giúp, thấy ai gầy lộn cũng vô can gián phiên lên giúp cho người ta được vợ chồng tám no hạnh phúc chứ. Chú nghiền không có mất lòng với ai chứ. Chú tốt lắm. Cái khuyết điểm chú là không có đâu, cái ưu điểm thì có chứ khuyết điểm không có đâu. Không có vì luôn. Cái gì chú cũng tốt lắm, thì gặp cục đá mà đừng thì mình cũng dời vô cho xe nó chạy, đừng có lật, đừng có té, hay gặp cái gì không phải là mình cũng phải dẹp dọn cho nó tốt đẹp chứ. Mình không để cho nó dơ nhơ vô cái xã hội nữa. Mình ai mà không phải mình cũng lại phiên lên, mình cũng góp ý người ta để cho người ta thấu hiểu chứ, mình không có phải muốn nói gì nói, muốn làm gì làm không được. Chú tốt lắm thôi. Chú lựa một người người bạn đời này, sau này là chú chọn một người tánh tình như thế nào chú? Tánh tình thì nó cũng phải hòa đồng, phải biết sớm, biết kính trọng trên người dưới, phải biết tôn trọng kẻ lớn người nhỏ, nó vậy là quý rồi, phải thấu hiểu được rồi. Chứ còn người mà không thấu hiểu được rồi thì nói mà không biết đúng hay sai, cứ nói tới hoài thì sợ mấy người đó. Còn mình không có ăn chơi, không có cờ bạc, không có uống rượu uống chè chứ nghe. Người phụ nữ cũng đừng có dính vô cái tệ nạn xã hội, mong nhiêu đó được rồi. Còn tuổi già rồi phải lo làm ăn cần kiệm, lo làm ăn rồi ăn nói phải mềm mỏng rồi, đừng quá đáng thì không được, không nên. Rồi bây giờ thí dụ một người phụ nữ đến chú rồi, mình có phải làm cái tiệc nhỏ nhỏ không chú? Thì chắc nữa thì cũng phải làm mâm hai mâm thì nhỏ nhỏ ra mắt cái ông bà xóm viện vậy. Không có làm lớn nha, mâm hai mâm thôi chứ, thí dụ mâm hai mâm là cùng chứ không có làm bự. Làm bự ta cười chết. Làm hôm 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 lại tôi coi mấy cái nó làm gồm ra người là đã rồi, gây lộn tùm lum hết trơn. Hai ba chục triệu được không, mà người đã đợi gì lộn tùm lum hết trơn, làm gì đâu ra vậy chứ. Chú không làm đó vậy đó, chú thiệt tình, chú đâu ra đó nói chuyện đàng hoàng tử tế, tôn trọng người lớn người nhỏ, cái gì cũng được thì được, không 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 có nói đùa, nó thêm nó bớt. Tôi thấy không có thích. Cho con hỏi bây giờ có thích hợp với cô nào được thì cũng cho chú hay. Mà bây giờ cho con hỏi là chú có chọn người phụ nữ đó ở tỉnh nào không? Bây giờ nói đúng nghe thì mình muốn thích ở gần hơn ở xa. Nhưng mà mình nói cho thật sự, nói là không có thì trong vùng miền Tây thì thôi, chứ ngoài đó thì nó xa quá. Ví dụ có người ở xa mà đi thành phố ở đó thì ngày mai đến được, còn ở xa quá thì mình đi đến không được. Coi như là từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về đây. Tỉnh nào cũng được, còn từ thành phố đổ chứ mình đổ ngoài thì nó xa quá chú. Tại vì con hỏi gì đang cho có khi nào cô nào mà ở xa quá đó cái thích chú chứ, nói thôi xa quá rồi mất công tội nghiệp của mấy cô. Con hỏi gì là đang cho mấy cô hiểu, mấy cô nào mà muốn thích chú á thì biết rõ hơn rồi, cô ở từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về đây là ai cũng được hết. Chú có thích chọn chiều cao cân nặng gì không? Không, cao từ 1m6, 1m5, 1m6 được kia chú ơi, 1m5, 1m6 trở lên. Lên ha. Có cân nặng bao nhiêu ký không chú? Nặng thì từ 50 mấy ký rồi cũng làm được. 5 mấy ký ha, chứ dưới nữa thì ốm quá ha. Rồi thôi con cũng chú cảm thì, ơn. Chú thì bài cao 1m7. Chú cao 1m7. 1m67 chứ ha. 1m67. Dạ 67. Dạ. Nặng 70 kg á. Dạ.
Thôi vậy con cũng cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương. Thì con cũng chúc chú một buổi trưa vui vẻ ha. Thì mong rằng cái video của con phát lên thì có được nhiều cô muốn làm bạn với chú nhiều hơn. Thì Tiến cũng chào tất cả cô chú anh em. Tiến kết thúc video đây. Mong rằng tất cả cô chú anh em hãy thương Tiến nhớ lại tại cầu Dòng Cống ở quận Thốt Nốt gần ngã ba Lô Tẻ. Thì lại đây Tiến sẽ ghi hình và kết nối tất cả cho cô chú và các anh chị em. Chúc tất cả cô chú anh em một ngày thật là an bình và niềm vui trong cuộc sống nha. Thôi con chào chú nha, bye chú nha. Trước khi viết lại cho chú mà nói chú gì nè, cũng cảm ơn chú nhiều, chú thấy nhiều, xin chú nhiều. Rồi sau cũng cảm ơn cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, cũng cầu chúc cho cộng đồng mạng trong nước ngoài nước được giúp đỡ cho chú. Được là kinh này lâu dài hơn nữa. Thứ hai nữa thì sao mà chú có ghi hình đó, cái hình chú có gửi qua cho chú đó. Chú thấy không? Hình chú mặc áo này nè. Ghi hình đứng được không? Được chú, cái nào cũng được hết chú. Vậy đó, vậy thì xin chào chú ha. Dạ.